Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video top điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và cái chủ đề video ngày hôm nay nó liên quan đến những chiếc điện thoại đã từng không thành công ở Việt Nam hay là đã từng bán rất là ế ở Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm này nó lại hồi sinh trở lại bởi vì mức giá vô cùng tốt. Những chiếc điện thoại đó là gì? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là iPhone 10s. Thực sự là cái thời gian gần đây thì rất nhiều bạn quan tâm đến iPhone 10s bởi vì mức giá của iPhone 10s bây giờ đang loanh quanh tầm khoảng trên dưới 11 triệu tại ClickBuy. Và với mức giá đó thì iPhone 10s bây giờ nó chỉ hơn so với cả iPhone 10R có khoảng 1 triệu thôi. Hay là thậm chí là nó cũng chỉ hơn so với cả iPhone 10 khoảng 1 triệu thôi. Nhưng ngày xưa ấy, thì bạn thấy là người ta mua iPhone 10 rất nhiều, người ta mua iPhone 10R rất nhiều, nhưng gần như không ai để ý đến iPhone 10s cả. Nhưng bây giờ với tất cả những cái gì đang có của iPhone 10s, nếu mà so sánh sang với iPhone 10R nó chỉ hơn 1 triệu. Trong khi đó nó hơn về thiết kế, hơn về màn hình, hơn về hiệu năng, hơn cả về camera, thua mỗi pin thôi. Thì với tất cả những điều đó thì rõ ràng là người ta sẽ nghĩ là người ta sẽ lên iPhone 10s lớn hẳn so với iPhone 10R chứ, đúng không nào? Hay là iPhone 10s và so với cả iPhone 10 thì nó sẽ hơn hẳn về hiệu năng, hơn về camera, pin cũng sẽ được tối ưu hơn. Đấy, và không bị lỗi màn hình nữa. Và với những điều đó thì rõ ràng là iPhone 10s bây giờ mình nghĩ là cái mức giá sẽ là cái thứ mà khiến cho iPhone 10s được quan tâm nhiều nhất ở thời điểm này. Mặc dù là giá trước kia của nó khá cao và không được nhiều người quan tâm tới. Chiếc điện thoại thứ hai là gì? Đó chính là iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro thì mình nghĩ là một cái sự lựa chọn thay thế cho iPhone 12 mini nếu các bạn cần một chiếc điện thoại màn hình bé nhưng chỉ mua một chiếc điện thoại là duy nhất mà thôi. Mình có tư vấn cho các bạn trong rất nhiều video đó là mình mua cái iPhone 12 mini bởi vì đơn giản là mình đã có một chiếc điện thoại Android màn hình lớn để sử dụng rồi. Và mình không cần phải quan tâm đến cái pin của nó, không cần phải quan tâm đến việc màn hình của nó quá bé. Đấy, mà thậm chí là càng bé thì mình lại càng thích cơ. Đấy, nhưng nếu bạn lựa chọn một chiếc điện thoại duy nhất là iPhone 12 mini thì nó gặp phải vấn đề đó là pin nó rất là yếu vì bạn chỉ sử dụng một cái điện thoại thôi mà. Và màn hình nó quá bé khiến cho bạn có thể cảm thấy rằng là nó không đủ cho các bạn trải nghiệm thi thoảng giải trí với cả xem phim. Thế thì lựa chọn iPhone 11 Pro sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Và cơ bản là bây giờ giá của iPhone 11 Pro nó cũng đã rất là tốt rồi. Giá của iPhone 11 Pro bây giờ đang được bán tại ClickBuy với mức giá là khoảng trên dưới 16 triệu rưỡi. Giá như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Và với mức giá đó thì iPhone 11 Pro mà so sánh sang với iPhone 12 mini thì nó sẽ khắc phục được hai cái điểm yếu của iPhone 12 mini. Đó là màn hình của nó lớn hơn nhưng vẫn đủ bé nhé. Màn hình của nó là 5,8 inch vẫn đủ bé nhưng mà nó lớn hơn nhiều so với mức 5,4 inch của con iPhone 12 mini. Và pin của nó là 3000 mAh, nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với mức pin 2002 của iPhone 12 mini. Và nó khắc phục được hai cái điểm yếu chí tử của iPhone 12 mini. Trong khi đó thì hiệu năng của nó có thể kém hơn iPhone 12 mini nhưng mà hiệu năng của nó vẫn là rất tốt ở thời điểm này rồi. Hiệu năng của nó giống hệt so với iPhone 11 Pro Max năm ngoái cơ mà. Camera của nó cũng giống hệt so với iPhone 11 Pro Max năm ngoái. Mặc dù camera chính của nó không bằng iPhone 12 mini đâu, nhưng nó bổ sung thêm cái camera tele nữa. Và thiết kế thậm chí là nhìn nó còn sang hơn cả iPhone 12 mini ấy chứ. Thiết kế là khung viền thép đàng hoàng ấy chứ. Đúng nào? Đấy, và iPhone 11 Pro thì mình nghĩ là với mức giá như này, nếu mà không mua ở thời điểm bây giờ thì rất có thể là nó sẽ hết hàng khá nhanh thôi. Đấy thì anh em cũng cần phải chú ý cái điều đó. Chiếc điện thoại tiếp theo là gì? Đó là iPhone 8. Ngày xưa ấy, iPhone 8 chả mấy ai quan tâm đến nó mấy đâu. Bởi vì đơn giản là với cái tầm giá của iPhone 8, mọi người nghĩ rằng là tại sao phải bỏ ra tiền để mua một chiếc điện thoại màn hình bé như thế. Với tầm giá này thà mua iPhone 7 Plus còn hơn. iPhone 7 Plus có màn hình lớn hơn, độ phân giải cao hơn, có hai camera, rồi là pin của iPhone 7 Plus còn trâu hơn chứ. Nhưng hãy chú ý rằng thời điểm này cái con chip của iPhone 7 Plus nó sẽ không thể nào mà ngon được như là con chip của iPhone 8 được. Và cái sự hỗ trợ lâu dài trên iPhone 7 Plus thì chắc chắn cũng không thể bằng iPhone 8. iPhone 7 Plus thì bộ nhớ trong tối thiểu chỉ là 32GB thôi. Trong khi đó thì iPhone 8 bộ nhớ trong tối thiểu đã là 64GB rồi. Nó có thêm sạc không dây rồi là nó có camera chính, nó cũng sẽ ngon hơn. Đấy, và thêm nữa đó là iPhone 8 sẽ là cái sự lựa chọn mua điện thoại màn hình bé giá rẻ hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì nếu các bạn chỉ thích iPhone thôi, chúng ta cố lên iPhone SE 2020 thì giá nó sẽ cao hơn thế này khá là nhiều. Còn nếu mà cố lên iPhone 12 mini thì nó cao quá, nó phải gấp mấy lần tiền như này, đúng không nào? Còn nếu mà mua iPhone 7 như mình đây, một cái điện thoại màn hình bé như này thì có thể là cái cấu hình của nó bây giờ nó cũng đã lỗi thời rồi. Đấy, ví dụ như là cái bộ nhớ trong chỉ có 32GB là tối thiểu thôi. Đấy, rồi là con chip Apple A10 của nó cũng không phải là quá mạnh mẽ ở thời điểm này nữa. Camera nó cũng ở mức độ bình thường, nó cũng không có mặt lưng là kính, cũng không hỗ trợ sạc không dây. Thì cái việc cố lên iPhone 8
để mà mua một chiếc điện thoại màn hình bé sẽ là một cái sự mình nghĩ là cố lên cũng khá là hợp lý đấy. Đấy thì iPhone 8 bây giờ cũng được nhiều người quan tâm hơn so với ngày xưa rất nhiều rồi. Rồi một chiếc điện thoại nữa, ngày xưa lúc mà mới ra mắt mọi người kêu lên bởi vì đây là một chiếc điện thoại tầm trung nhưng lại được định hình ở phân khúc điện thoại giá cận cao cấp, thậm chí là cao cấp. Đấy là Samsung Galaxy A90 5G. Thời điểm đầu lúc nó mới ra mắt, trời ơi, giá tầm khoảng 15 cho đến 18 triệu, thế thì ai mua đúng nào? Tuy nhiên bây giờ khi nó được giảm giá tại Clickbuy là 6.690.000 đồng mà lại chạy con chip Snapdragon 855 thì rõ ràng đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Thiết kế kính kim loại, màn hình cũng ở mức độ đủ lớn, 6.7 inch độ phân giải là Full HD cộng. Hiệu năng này là chip 855 thì là quá ngon rồi. RAM 6 bộ trong 128 cũng khá là thoải mái. Camera thì cũng đủ đa dụng và pin 4.500. Đủ trâu chứ đúng nào, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Đấy, chỉ có mỗi tội là con này không có loa kép này và cái loại camera của nó thì mình đánh giá mức độ bình thường. Đấy, thì đấy là hai cái điểm yếu của nó thôi. Nhưng về cơ bản thì với Galaxy A90, với một cái thương hiệu tốt như thế này mà lại lựa chọn được một sản phẩm chạy con chip Snapdragon 855 thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để chúng ta quan tâm tới ở thời điểm này. Những cái sản phẩm nữa là gì? Đấy là Samsung Galaxy S10e, thậm chí là Galaxy S10e bây giờ còn khó tìm nữa cơ. Thật, nói thật với các bạn, bây giờ còn khó tìm những nơi nào bán S10e cơ. Ngày xưa ấy, đã từng có thời gian mình xem mà S10e nó giảm xuống tầm 6-7 triệu nhưng mà không có quá nhiều người quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ nếu bạn lựa chọn một chiếc điện thoại màn hình bé thì S10e chính ra lại là cái sự lựa chọn mình nghĩ là còn hợp lý hơn cả cái iPhone SE 2020. iPhone SE 2020 có chăng là cái con chip của nó rất là mạnh, nhưng mà ví dụ như S10e bây giờ các bạn lựa chọn phiên bản chạy chip 855 xem, nó cũng ngon đấy chứ ai phải nó kém nào. Đấy, thiết kế của nó ngon hơn SE 2020 nhá, màn hình của nó đẹp hơn SE 2020 nhá, hiệu năng của nó cũng đủ trâu rồi đấy, mà thậm chí là cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã là 128GB rồi đúng nào. Đấy, camera của nó đa dụng hơn SE 2020 bởi vì camera của nó là có cả góc rộng nữa và pin của nó trâu hơn nữa. Đấy, rồi là còn chưa kể là nó có những cái yếu tố khác nữa, loa ngoài với cả nghe qua tai nghe mình cảm thấy nó hay hơn, có cả sạc ngược các thiết bị khác nữa. Mặc dù không quá cần thiết nhưng rõ ràng là những cái công nghệ là nó cũng có tương đối đủ ấy chứ đúng nào. Thế thì SE 2020 thời điểm đầu ra mắt ít người quan tâm đến nó bởi vì người ta để ý nhiều đến S10 Plus nhiều hơn, thậm chí là Galaxy S10 Plus còn được ít được nhiều người quan tâm cơ. Thì SE nó tự nhiên nó thành ra bị lãng quên. Nhưng cuối cùng khi nhiều người người ta cần đến một điện thoại màn hình bé thì Galaxy S10e, xin lỗi, Galaxy S10e. Đấy, cứ nhầm đấy. Galaxy S10e nó đã bán hết hàng rồi, chả còn hàng để bán nữa rồi. Đôi khi chúng ta nghĩ là với cái tầm tiền này chúng ta phải mua một điện thoại màn hình lớn, nhưng mà khi mà mua về màn hình nó quá to, nó quá nặng, cầm nắm nó không thoải mái, nó không dễ đút túi quần thì chúng ta lại nghĩ đến màn hình bé, nhưng lúc đó thì lại không có hàng để mà mua nữa rồi. Một sản phẩm nữa mà mình nghĩ là cũng rất là hot ở thời điểm này khi mà nó đang được giảm giá ở một số cơ sở, nó chỉ loanh quanh tầm hơn 8 triệu thôi, đó là LG V60. Chúng ta có thể lựa chọn LG V60 về với những mục đích là lựa chọn mua một chiếc điện thoại có thương hiệu, có con chip rất mạnh là con chip Snapdragon 865, có pin rất lớn đó là 5000 mAh, nghe nhạc khá hay, thiết kế kính kim loại, màn hình Full HD cộng, có kháng nước kháng bụi. LG V60 bây giờ còn rất mới nên là nếu anh em nào còn săn được LG V60 mà với mức giá 8 triệu thì nên mua. Và thêm nữa đó là một số các cái thương hiệu điện thoại mà ít được người dùng quan tâm bởi vì là thời điểm đầu ra giá rất cao nhưng bây giờ cũng đang giảm giá xuống và được nhiều người quan tâm. Ví dụ như là LG thì chúng ta sẽ có LG G7 cũng loanh quanh tầm giá khoảng 3-4 triệu, rồi là LG G8, LG G8X, LG V50, LG V50S v.v. đúng nào. Hay là Sony thì đợt này cũng có XZ Premium cũng đã giảm giá xuống rất là nhiều rồi, hay là XZ2 các thứ. Đấy, rồi là những sản phẩm Google Pixel cũng thế. Google Pixel thì thực ra nó không có hàng chính hãng ở Việt Nam, nhưng mà khi mà giá nó tốt thì về Việt Nam là anh em đi đó săn đón cũng rất là nhiều. Đấy, thì đấy là những cái chiếc điện thoại mà nó không phải gọi là quá nổi bật ở Việt Nam, nhưng khi mà giá nó đã giảm xuống thì nó thu hút được một cái lượng người quan tâm rất là lớn. Các bạn cảm thấy sao ạ? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Hay thậm chí là ngày xưa này, cái chiếc K30 5G thời điểm đầu mới ra mắt định giá là khoảng 7-8 triệu. Mình có nói là với tầm giá này mình cũng không bao giờ mua chiếc điện thoại này. Nhưng bây giờ khi mà nó cắm mỏ đi xuống còn khoảng 5 triệu thôi thì anh em ào ạt đổ xô đi mua nó. Nhưng cuối cùng là bây giờ là nó cũng đã gần như là hết hàng, cũng sắp tạm biệt Việt Nam rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả những thông tin về những chiếc điện thoại trên các bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả video hoặc truy cập vào website của Clickbuy nhé. Bye bye anh em. Đợt này thì Clickbuy đang có rất nhiều những chương trình, ví dụ như là đi săn quà vào Noel này, anh em xem có những chương trình giảm giá nào hay không, hay là tri ân cuối năm bốc thăm 100% trúng quà. Đấy. Rồi, bye bye anh em.